lãnh đạo tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin đã đăng một tin nhắn âm thanh dài 11 phút, phát biểu lần đầu tiên kể từ cuộc nổi dậy của tập đoàn Wagner bị hủy bỏ vào cuối tuần. Trong thông điệp, ông nói rằng người của ông tới Moscow để bắt tội các nhà lãnh đạo mà ông đổ lỗi cho những sai lầm trong cuộc chiến Ukraine và để tránh sự hủy diệt của lực lượng lính đánh thuê. Ông phủ nhận cuộc tuần hành vì công lý của mình là nhằm lật đổ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chúng tôi đi biểu tình để phản đối chứ không phải để lật đổ chính quyền trong nước, ông nói thêm. Ông ta không cung cấp chi tiết về nơi ở hiện tại của mình trong tin nhắn. Hôm thứ Bảy, Nga cho biết Prigozhin sẽ tới Belarus theo một thỏa thuận do nhà lãnh đạo đất nước Alexander Lukashenko làm trung gian để đổi lấy việc chấm dứt cuộc binh biến. Lukashenko đã chia tay ra và đề nghị tìm giải pháp để tiếp tục công việc của công ty quân sự tư nhân Wagner trong khu vực pháp lý, ông nói hôm thứ Hai, mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ông Prigozhin nói PMC Wagner được cho là sẽ ngừng tồn tại vào ngày 1 tháng 7. Hội đồng chỉ huy PMC được cho là đã nhất trí từ chối ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng và không chịu sự kiểm soát của Shoigu. Mọi người đều hiểu tình hình trong quân đội Nga. Điều này sẽ dẫn đến mất hoàn toàn khả năng chiến đấu đối với các chiến binh Wagner. Prigozhin cho biết những người lính đánh thuê ban đầu dự định sẽ lên đường vào ngày 30 tháng 6 để bàn giao các thiết bị tại trụ sở của Bộ Quốc phòng Nga. Tuy nhiên, họ đã bị tấn công bằng tên lửa. 30 người đã thiệt mạng, một số bị thương. Điều này kích hoạt một cuộc tấn công ngay lập tức của Wagner. Ngày 26 tháng 6, một nhóm quân Wagner tới thành phố Rostov-on-Don và kiểm soát trụ sở quân khu miền Nam của Nga, nhóm còn lại hành quân tới thủ đô Moscow. Lực lượng của chúng tôi tiến được 780 km trong đêm, chỉ còn cách Moscow 200 km, ông Prigozhin nói, đồng thời khẳng định cuộc hành quân tới thủ đô của Nga nhằm ngăn quyết định hủy hoại Wagner. Nhóm quân Wagner được điều tới Moscow dừng lại sau khi nhận thấy nguy cơ đổ máu lớn trong khu vực. Không một binh sĩ nào trên mặt đất bị thiệt mạng. Chúng tôi rất tiếc vì đã bị ép buộc tấn công các máy bay đã ném bom chúng tôi. Theo ông Prigozhin, Bộ Quốc phòng Nga lên kế hoạch chấm dứt sự tồn tại của Wagner khi yêu cầu các đơn vị quân tình nguyện ký hợp đồng với cơ quan này trước 1 tháng 7. Ông Prigozhin cho biết, một số thành viên Wagner đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, song đây là con số tối thiểu, ước tính khoảng 1-2% lực lượng. Nga chưa bình luận về thông tin của lãnh đạo Wagner. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng, giới tình báo Mỹ hy vọng vụ nổi loạn sẽ thành công, đồng thời tuyên bố Nga đang điều tra nghi vấn tình báo phương Tây liên quan sự việc. Ông Lavrov cũng cho biết đại sứ Mỹ Lynn Tracy ngày 25 tháng 6 thảo luận với đại diện Nga, đưa ra tín hiệu rằng Washington không liên quan vụ nổi loạn và nhấn mạnh đây là vấn đề nội bộ của Nga. NATO và Mỹ phản ứng về cuộc binh biến như sau. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng cuộc binh biến Wagner cho thấy nguy cơ phụ thuộc vào lính đánh thuê. Những sự kiện mà chúng ta chứng kiến diễn ra ở Nga vào cuối tuần qua cho thấy sự yếu kém và mong manh của chế độ Nga. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng cuộc binh biến là một vấn đề nội bộ của Nga. Chúng ta cần nhớ rằng đây là những vấn đề nội bộ của Nga, không phải của NATO. Điều quan trọng đối với NATO là Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lần đầu tiên lên tiếng về vấn đề này vào thứ Hai, bác bỏ cáo buộc của chính phủ Nga rằng Washington và các đồng minh của họ có thể đã đóng một vai trò nào đó trong cuộc nổi dậy. Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi không tham gia, chúng tôi không liên quan gì đến việc này. Tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.